Kể từ iOS 14, Apple đã mang đến tính năng Quick Get cho iPhone, tính năng đã rất quen thuộc trên điện thoại Android. Từ khi hỗ trợ tính năng Quick Get, màn hình iPhone đã không còn đơn điệu khi chỉ có mỗi icon ứng dụng nữa. Hôm nay, mẹo hay iOS và Android sẽ mách bạn cách tùy biến và tạo Quick Get cho iPhone, giúp bạn có thể tự mình thiết kế cũng như cá nhân hóa giấy yêu theo cách riêng của mình. Giờ ta bắt đầu nhé! Trước hết bạn cần chuẩn bị những thành phần cần thiết để có thể tạo Quick Get đẹp cho iPhone. Đầu tiên vào App Store, tải về ứng dụng Quickie. Đây là ứng dụng hỗ trợ tạo widget tùy biến rất đẹp mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm trong video này. Phần cần thiết tiếp theo là các hình ảnh chứa mã QR của ứng dụng Quickie. Đây là những widget được tùy biến sẵn và lưu lại dưới dạng mã QR. Mã QR này dùng để chia sẻ và bạn chỉ cần tải về nhập vào ứng dụng Quickie thôi. Bạn cũng có thể tự tạo widget riêng của mình nhưng sẽ hơi phức tạp hơn. Phần này mình sẽ hướng dẫn cách bạn nhập mã QR của widget có sẵn. Cách làm rất đơn giản và cực kỳ tiện lợi. Link tải về các hình ảnh chứa mã QR này mình đã chuẩn bị sẵn ở trong phần mô tả video. Các bạn vào link tải về và lưu vào iPhone nhé. Sau khi bạn đã tải ứng dụng Quickie và các hình ảnh chứa mã QR về điện thoại xong, giờ ta bắt đầu việc tạo widget được rồi. Trước tiên mở ứng dụng Quickie lên. Ở giao diện ứng dụng bạn chọn vào Create ở khung Action này. Dòng đầu tiên Create a new Quickie này dùng để tự tạo widget của riêng bạn. Tạm thời ở video này mình không nói đến, vì ở đây ta dùng mã QR code để tạo widget nên ta sẽ chọn dòng thứ hai là import Quickie này. Màn hình tiếp theo, nhấn vào dòng thứ ba import QR code from album để lấy các hình ảnh chứa mã QR code bạn đã lưu về iPhone ở bước trước. Lúc này ứng dụng sẽ truy cập vào album trên iPhone để lấy các hình ảnh chứa mã QR. Nếu là lần đầu bạn thực hiện việc này, ứng dụng sẽ yêu cầu cấp quyền truy cập vào ảnh. Bạn hãy chọn cho phép để cấp quyền cho ứng dụng. Khi màn hình xuất hiện các hình ảnh QR code đã lưu về iPhone, bạn chỉ cần chọn mã QR bạn thích để tạo widget thôi. Và một điều bạn cần biết là widget trên iPhone sẽ có 3 kích cỡ là nhỏ, vừa và lớn. Giờ ta tạo thử một widget với kích cỡ nhỏ thử xem nhé. Chọn mã QR này để tạo. Ở màn hình kế tiếp sẽ hiển thị bản xem trước của widget. Ta thấy được hình dạng rõ ràng của widget trong mã QR đã chọn. Bước tiếp theo, chọn vào dòng Edit để qua màn hình chỉnh sửa widget. Vì mã QR này hầu như chứa một widget hoàn chỉnh rồi, ta không cần chỉnh sửa gì thêm nữa mà bấm vào phím trở về này. Chọn tiếp và Confirm để xác nhận nhập widget vào. Giờ ta đã nhìn thấy widget vừa nhập vào ở phần Imported Quickie này. Tiếp theo chọn vào tab Manage. Vì ta đang tạo là widget nhỏ nên ta chọn vào một trong các chỗ trống đang hiển thị trong phần Small. Ví dụ ở đây ta chọn Small một đài. Chọn vào widget vừa tạo. Màn hình cảnh báo xuất hiện yêu cầu cấp quyền cho widget. Tùy theo chức năng của mỗi widget mà sẽ có yêu cầu các quyền khác nhau. Bạn chọn vào dòng Fit Permission rồi nhấn vào các phần có dấu chấm hỏi và dấu X để cấp quyền cho widget. Nếu bạn không cấp quyền thì widget sẽ không hoạt động đầy đủ. Ví dụ ở quyền Location này, nếu bạn không cho phép, widget sẽ không cập nhật vị trí được. Bạn chọn cho phép khi dùng ứng dụng để cấp phép cho widget. Khi đã cấp các quyền xong, tại màn hình Manage đã thấy widget xuất hiện trong phần Small một này. Vậy là ta đã tạo xong widget nhỏ cho iPhone rồi. Để đưa widget này ra màn hình iPhone, ta làm như sau. Thoát app Quickie và ra màn hình chính iPhone. Nhấn giữ ngón tay vào khoảng trống đợi một lúc cho các icon ứng dụng rung lên. Tiếp theo chọn vào dấu cộng phía trên bên trái màn hình để thêm widget vào màn hình iPhone. Ở màn hình lựa chọn widget, bạn tìm đến widget của ứng dụng Quickie và chọn vào. Đây là widget Small 7. Giờ vuốt ngón tay sang phải để đến widget Small 1 ta đã tạo. Chọn vào và nhấn thêm tiện ích. Chọn vào cho phép là đã xong. Giờ bạn đã nhìn thấy widget cỡ nhỏ vừa tạo xuất hiện trên màn hình chính của iPhone. Dù kích thước khá nhỏ nhưng widget này chứa hầu như tất cả thông tin, bao gồm ngày tháng, giờ, phần trăm pin, âm lượng, độ sáng màn hình, vân vân. Tiếp theo ta sẽ làm một widget với kích cỡ trung bình nhé. Mở app Quickie lên. Chọn import Quickie. Chọn import QR code from album. Giờ chọn QR code widget cỡ trung bình. Ví dụ ở đây ta chọn cái này. Vì thao tác thực hiện các widget cỡ nhỏ và cỡ trung bình đều như nhau nên mình sẽ đi nhanh qua phần này. Ở đây chọn edit, chọn phím quay lại, chọn confirm để xác nhận. Chọn qua tab manage, chọn vào khung widget cỡ trung bình. Lúc này xuất hiện một bảng thông báo. Vì đây là ứng dụng miễn phí, mỗi lần sử dụng chỉ cho ta một ô để đặt widget.
nên khi muốn tạo widget mới ta phải chọn vào layer onload để xóa widget cũ đi mới có chỗ thêm widget mới vào. Hoặc bạn có thể trả phí 109.000 đồng để mở khóa các ô. Ở đây mình sẽ chọn layer onload để tiếp tục. Chọn vào widget cỡ trung bình ta vừa tạo. Phần cấp quyền bạn cũng nhấn vào fit permission rồi thực hiện giống như lúc tạo widget nhỏ. Khi đã xong ta thấy widget cỡ trung bình đã xuất hiện tại đây. Giờ thoát app Wiggy trở ra màn hình chính iPhone. Nhấn giữ màn hình rồi chọn dấu cộng bên góc trái. Chọn tiếp widget của ứng dụng Wiggy. Vuốt ngón tay sang trái để tìm đến widget cỡ trung bình như hình. Chọn thêm tiện ích. Widget đã xuất hiện trên màn hình. Kiểu widget trung bình hiển thị được nhiều chi tiết hơn widget nhỏ. Khá đẹp đúng không? Phần cuối ta đến với cách tạo widget cỡ lớn. Widget này chiếm nhiều diện tích màn hình nhất và cũng nhìn ngầu nhất. Cách làm như sau. Mở app Wiggy lên. Chọn thẻ tab Create. Chọn Import Wiggy. Chọn Import QR Code from Album. Ở phần tạo widget lớn này hơi khác một chút. Các bạn chú ý vào 3 file này. Cả 3 file này đều được tải về trong link ở phần mô tả. Trong đó một file là mã QR, hai file còn lại là hình ảnh để chỉnh sửa. Các bạn chú ý làm theo nhé. Đầu tiên chọn vào mã QR của widget là hình có các chấm trắng này. Chọn tiếp Edit để chỉnh sửa. Tại giao diện chỉnh sửa widget, vuốt xuống dưới cùng chọn phần Image. Chọn tiếp vào phần Image. Chọn vào phần Image lái Bezier. Lúc này xuất hiện các hình ảnh trong điện thoại. Ta chọn ảnh màu trắng này để làm nền cho widget. Trong bản xem trước widget đã thấy có hình nền. Giờ chọn vào phím trở lại. Chọn còn phim để xác nhận. Qua đến bước này chọn tab Manage. Chọn vào chỗ chống lager 1. Giống như ba nãy, do ta dùng phiên bản miễn phí nên bị giới hạn số lượng ô widget. Giờ chọn dòng cuối layer onload để tiếp tục. Chọn tiếp vào biểu tượng widget lớn này. Giờ widget bạn chọn đã xuất hiện ở ô lager widget 1. Thoát app Wiggy ra ngoài màn hình chính, ấn giữ vào khoảng trống chọn dấu cộng bên trái. Chọn vào widget của ứng dụng Wiggy. Tiếp theo vuốt tìm đến widget lớn lager 1 vừa tạo xong ở bước trước này. Chọn vào thêm tiện ích. Vậy là trên màn hình đã xuất hiện một widget rất lớn và siêu đẹp này. Để đồng bộ hơn giữa hình nền trên iPhone của bạn và hình nền widget, bạn hãy vào album dùng tấm ảnh thứ 3 của bộ 3 file dùng làm widget lớn này để đặt làm hình nền điện thoại. Lúc này giữa widget và iPhone có sự đồng nhất màu rất đẹp như thế này. Ngoài những mã QR code mình chuẩn bị sẵn trong link ở phần mô tả video, các bạn có thể tìm thêm các mã QR code khác của ứng dụng Wiggy theo cú pháp tìm kiếm như sau. Công việc của bạn chỉ là chọn mã QR code chứa widget mình ưng ý, lưu về iPhone rồi thực hiện tương tự như trong video mẹo hay iOS và Android đã hướng dẫn. Đến đây mình cũng xin tạm dừng video. Chúc các bạn thành công và tạo được những widget đẹp cho dế yêu của mình. Nếu thấy video hữu ích hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh phát triển. Mỗi một like hay đăng ký của bạn là nguồn động lực lớn lao để kênh thực hiện thêm những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.